Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về tra cứu tương tác thuốc. Thì mình chỉ cần biết một trang web để tra cứu tương tác thuốc thôi và nó phải thật là tiện lợi. Thì đối với mình là mình sử dụng Medscape. Đây các bạn tìm với từ khóa drug interaction và tìm vào trang này. Thì các bạn sử dụng Medscape có hai lưu ý. Một là Medscape nó sẽ không có những thuốc mà không được FDA chấp nhận trong điều trị, ví dụ như beta-histidine. Thì ở trong này nó không có hiển thị. Tại vì như các bạn biết thì FDA không chấp nhận beta-histidine để điều trị thiếu bằng chứng cho thấy nó có tác dụng chữa bệnh. Và thứ hai là nếu mà các bạn sử dụng tên thì phải sử dụng tên của Mỹ, ví dụ như paracetamol. Các bạn tra cứu trong này thì nó sẽ không xuất hiện. Vì ở Mỹ người ta sử dụng cái tên là acetaminophen. Này. Đối với Medscape thì sẽ có 4 cái mức độ tương tác. Mức độ 1 là mức độ nhẹ. Ví dụ như tương tác giữa acetaminophen và ethanol. Hoặc là tương tác giữa acetaminophen và heparin. Mức độ tương tác nhẹ thì các bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng nhé. Thì các bạn biết acetaminophen là một chất gây tăng thời gian đông máu, tăng INR, cho nên nó sẽ làm tăng tác dụng của heparin. Tất nhiên, nếu mà ở chỗ minor thì các bạn có thể lưu ý nhưng vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Mức độ tương tác thứ hai là mức độ tương tác cần phải lưu ý và theo dõi. Tương tác này vẫn có thể sử dụng được trên lâm sàng nhưng các bạn bắt buộc phải theo dõi chứ các bạn không thể cho bệnh nhân sử dụng ở ngoại trú được. Ví dụ như tương tác giữa heparin và clopidogrel thì nó sẽ làm tăng cái tác dụng là chống đông máu và như vậy có thể làm tăng nguy cơ chảy máu cho bệnh nhân. Mức độ tương tác thứ ba, ví dụ như tương tác giữa doxycycline và isotretinoin. Các bạn biết á, isotretinoin là một dẫn xuất của vitamin A và được dùng để điều trị mụn. Doxycycline là một kháng sinh dùng để điều trị mụn trong cái trường hợp mà nhiễm mụn khuẩn nặng. Hai chất này đều gây tăng áp lực nội sọ, cho nên tương tác giữa hai chất này sẽ làm tăng áp lực nội sọ lên nhiều và đây là một tương tác bị chống chỉ định. Tuy nhiên các bạn thấy là tương tác sử dụng hai thuốc này á được sử dụng rất rộng rãi ở Việt Nam khi mà các bác sĩ dùng để trị mụn. Mình cũng cho đó một điều không thích hợp. Mức độ tương tác thứ tư là mức độ chống chỉ định. Ceftriaxone là một cephalosporin thế hệ 3 dùng đường tiêm và ceftriaxone được khuyến cáo không dùng chung đồng thời với các dung dịch đường tĩnh mạch có chứa canxi như lactatrinker hoặc là dung dịch Hetman. Vì cái kết tủa ceftriaxone và canxi có thể xuất hiện khi ceftriaxone được dùng đồng thời hoặc trộn lẫn chung một trong cùng một đường truyền tĩnh mạch với các dung dịch có chứa canxi. Cũng chính vì nguyên nhân này ceftriaxone được chống chỉ định dùng cho trẻ sơ sinh dưới 28 ngày tuổi nếu có cần điều trị bằng dung dịch truyền tĩnh mạch có chứa canxi. Cái cách tra cứu thứ hai là mình sẽ sử dụng bản tra cứu tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định của Bộ Y tế. Tuy nhiên cái file này nó rất là nặng, là khoảng 1.000 trang, cho nên mình sẽ giới thiệu với các bạn một trang web thứ hai. Đó là trang web Y khoa Phước An. Tất cả các thông tin của nó đều lấy từ cái cuốn sách này của Bộ Y tế. Ví dụ như ở đây mình sẽ tìm vào Dioxin. Và hiện ra Dioxin. Thì ở đây tất cả những cái nó hiện ra đây này, thông tin chi tiết này đều là trong cuốn sách này ra hết. Và các bạn có thể tra cứu tương tác trong cái này rất là nhanh. À, mình xin hết ạ.